Thưa quý vị và các bạn, ngoài cập nhật những thông tin thời sự nóng nhất, mới nhất, kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên còn gửi đến quý vị hồ sơ các vụ trọng án đã và đang xảy ra với những phương thức gây án khác nhau của từng tên hung thủ, gây ra rất nhiều hệ lụy đau thương cho các nạn nhân, gia đình và xã hội. Có thể hồ sơ vụ án xảy ra đã lâu, nhưng mỗi vụ án ở đó là một bài học cảnh giác cho chúng ta trước những đối tượng coi thường pháp luật, cần phải lên án trong đời sống hàng ngày mà Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên muốn truyền tải đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết của vụ án ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Sáng 24 tháng 5 năm 2018, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các đơn vị chức năng, chính quyền địa phương đã tổ chức khai quật và khám nghiệm thi hài để xác định nguyên nhân sự ra đi 6 năm trước của chị Đào Thị Hát, sinh năm 1961, nguyên kế toán trưởng Bệnh viện Đa khoa Yên Thành. Theo đó, việc khai quật được tiến hành tại Nghĩa Trang Vườn Ươm thuộc xóm 1-2, xã Bắc Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Trời nắng nóng nên công việc được tiến hành rất khẩn trương, rất đông người dân đến theo dõi. Tại hiện trường, các lực lượng phối hợp đã phong tỏa các con đường dẫn vào khu Nghĩa Trang Vườn Ươm, ngăn chặn người không phận sự tiếp cận hiện trường. Bà Đào Thị Thanh, 63 tuổi, chị gái chị Hát nói: "Chúng tôi nghi ngờ về sự ra đi bất thường của em gái tôi. Chúng tôi nghĩ em gái bị sát hại chứ không có lý do gì để quyên sinh cả. Hơn nữa, sự ra đi trong tư thế treo cao cũng có dấu hiệu bất thường, nên mong rằng lần này cơ quan chức năng có thể làm rõ nguyên nhân." Khi quan tài được đưa lên từ huyệt mộ, nắp quan tài ngay lập tức được mở ra. Những người khai quật đã vô cùng hốt hoảng và giật mình. Trong quan tài, thi hài của người phụ nữ vẫn y nguyên như khi được chôn cất. Dấu hiệu của sự phân hủy thi hài là rất ít, dù đã trải qua gần 6 năm được chôn cất dưới huyệt mộ. Anh Đào Công Nghị, em trai chị Đào Thị Hát, người trực tiếp tham gia khai quật cho biết: "Thi hài chị tôi gần như vẫn còn nguyên vẹn, không thay đổi chút gì. Có thể nói rằng khi an táng chị như thế nào thì giờ đây thi hài vẫn như vậy. Tôi thấy điều này là rất hiếm. Chính bản thân tôi cũng không thể ngờ rằng thi hài chị vẫn còn nguyên dạng được như thế này." Sau khi khai quật, cơ quan chức năng đã lấy nhiều mẫu phẩm từ thi hài của chị Đào Thị Hát để tiến hành xét nghiệm nhằm tìm ra nguyên nhân qua đời của nạn nhân, phục vụ công tác điều tra. Thông tin về thi hài gần 6 năm chôn cất vẫn gần như nguyên vẹn đã gây rúng động cả một vùng quê. Anh N, người chứng kiến, nói: "Nhà tôi vốn làm nghề bốc mộ cha truyền con nối đã lâu. Nhìn ảnh chị Hát cứ như được ướp rồi mới mai táng vậy. Hoàn toàn không có mùi hôi thối thoát ra khi mở nắp quan tài như thông thường." Bà C sống ở gần khu vực nghĩa trang bày tỏ: "Khi nắp quan tài được bật mở, bỗng có một cơn gió cái từ đâu thổi đến, khiến toàn bộ cây cối khu vực nghĩa trang lay động. Còn nhân dân chúng tôi thì ai nấy đều cảm thấy sợ hãi đến lạnh người, dựng hết tóc gáy. Nhưng khi đó trời nắng chang chang, gió lào thổi hầm hập, mà tự dưng lại có cơn gió mang cảm giác rờn rợn như vậy, chứng tỏ điều đó không bình thường. Có nhiều người cũng cảm thấy vậy chứ không riêng một mình tôi. Chị Hát mất thiêng quá, mong chị ấy phù hộ để sớm điều tra ra mọi việc, để linh hồn chị ấy được siêu thoát." Những lời đồn đoán rằng chị Hát vốn là bị hại chứ không phải quyên sinh lúc này bắt đầu lan ra khắp làng trên xóm dưới. Ngày 12 tháng 9 năm 2012, gia đình anh Nghị vô cùng bàng hoàng khi được báo tin chị Đào Thị Hát mất trong tư thế treo cao tại khu vực đồi Động Nen, xã Bắc Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Lực lượng công an huyện Yên Thành khi đó cũng ngay lập tức có mặt tại hiện trường để tiến hành các bước điều tra cần thiết. Với những gì diễn ra, công an huyện Yên Thành vào thời điểm đó kết luận chị Hát đã quyên sinh, không có dấu hiệu của vụ án mạng. Sau đó chính anh Đào Quang Nghị là em trai của chị Hát cùng anh Thái Bá Võ, chồng chị Hát, ký giấy cam kết với nội dung chị Hát qua đời do quyên sinh. Vì vậy, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Yên Thành chỉ khám nghiệm bên ngoài mà không giải phẫu để xác định nguyên nhân. Gia đình anh Võ đã đưa thi hài chị Hát về an táng. Tuy nhiên, sau khi lo hậu sự của chị Hát xong, thì liên tiếp các chuyện bất thường xảy ra. Nhiều người trong gia đình chị Hát luôn thấy hình ảnh chị trở về báo mộng với những lời kêu khóc đau đớn. Nhưng yếu tố tâm linh đó chưa phải là tất cả, mà họ còn nhận ra nhiều dấu hiệu bất thường. Anh Nghị cho biết, khi tôi đi đến hiện trường thì thấy đôi dép của chị gái tôi để cách nơi treo cao hơn 300 mét. Điều đáng nói, quan sát trực tiếp thì thấy lòng bàn chân của chị tôi hoàn toàn không có vết xước rách nào cả. Mặc dù địa hình vùng đồi Động Nen rất khó đi lại,
nếu đi bằng chân thường rất khó và chắc chắn sẽ phải có vết xước, rách. Ngoài ra, tư thế chị tôi treo cũng hết sức bất thường, đầu gối còn quỳ xuống đất. Bức ảnh còn lưu tại hiện trường cho thấy, H đã treo bằng sợi dây được buộc cao ở khoảng cách chừng 3 mét trên cây thông. Hiện trường là đồi thông, cách nhà nạn nhân khoảng trên 1.500 mét, ít người qua lại bởi không có lối đi, nhiều cây rừng mọc tự nhiên trên đất đồi, đá, rất khó để di chuyển. Nạn nhân bỏ dép cách hiện trường khoảng 300 mét, nếu đi chân đất thì không thể đi nổi. Nếu đi chân đất tới nơi treo thì chắc chắn bàn chân phải có dấu vết. Theo biên bản khám nghiệm hiện trường, khoảng cách từ nút buộc phía trên cây đến mặt đất là 3 mét và đến nút buộc ở cổ nạn nhân là 2,17 mét. Như vậy, từ nút dây thắt ở cổ nạn nhân 2,17 mét đến mặt đất là 0,83 mét. Trong khi đó, chiều cao nạn nhân 1,53 mét, chiều dài dây treo là 3 mét, nút buộc ở cổ nạn nhân cách mặt đất 0,8 mét. Theo như anh Nghị thì những dấu hiệu này là hết sức bất thường. Trong biên bản, ở cổ có vết hằn bầm tụ huyết màu nâu xám, bề mặt chai cứng không khép kín. Phía trước nằm trên sụn giáp phía bên trái cách dưới dái tai 3,5 cm. Phía phải cách dưới dái tai phải 4 cm, khoảng hở sau gáy nằm trên đường chân tóc gáy rộng 3 cm. Chiều hướng của vết hằn từ trước lên trên, từ trước ra sau. Ngoài ra không phát hiện thấy vết hằn nào khác. Tuy nhiên, theo quan sát của gia đình thì mặt, cổ, ngực, bụng của nạn nhân vẫn có màu da trắng, sắc thái tự nhiên, không phù nề, bầm tím, có ảnh kèm theo. Mặt khác có một vết to hình răng khuyết sau gáy, hành tủy, có nhiều vết nhỏ bầm tím. Cùng với đó, vào ngày xảy ra chuyện, chị H đi làm sớm hơn bình thường, từ lúc 5 giờ 30 sáng đã ra khỏi nhà. Điện thoại cầm tay có hàng loạt những cuộc gọi bất thường từ số lạ. Điều đáng nói là những tình tiết này không được xem xét trong quá trình điều tra, nên gia đình mới viết đơn khiếu nại điều tra lại. Chính anh Nghị cũng chia sẻ rằng, sau khi ký vào biên bản cam kết, bản thân anh cảm thấy vô cùng hối hận và điều mong muốn duy nhất lúc này là sự ra đi của chị gái mình được làm sáng tỏ. Theo lời luật sư, sau khi đưa thi hài chị về nhà được vài tiếng, chồng chị Đào Thị Hát đã quyết định sáng hôm sau sẽ chôn cất sớm cho được giờ đẹp. Chồng chị Hát khẳng định đã xem thầy phải chôn đúng giờ đó thì mới được. Theo phong tục địa phương, bình thường đám tang phải diễn ra hơn một ngày sau khi có người đã mất. Nhưng lễ tang của chị Đào Thị Hát chỉ diễn ra vỏn vẹn vài tiếng đồng hồ, từ đêm hôm trước đến rạng sáng hôm sau. Những người dân địa phương cho đến nay vẫn chưa lý giải nổi vì sao chị Hát lại được chôn cất nhanh như thế. Nhưng đó là quyết định của gia đình nên không ai có ý kiến. Rồi một chuyện vô cùng lạ nữa, dọc đường đi từ nhà chị Hát ra đến nghĩa trang, bất ngờ xuất hiện rất nhiều tờ giấy trắng. Trong đó có ghi nội dung về việc chị H đã ra đi oan, cơ quan điều tra phải giải phẫu để làm rõ sự việc. Những tờ giấy này sau đó được một số người nhặt lên đọc và không ai biết người đã giải những tờ giấy này là ai. Những bí ẩn cứ chồng chồng lớp lớp, nhưng trong lúc bấn loạn vì đau đớn, những người thân trong gia đình chị H không thể biết phân định được việc cần làm nữa. Tất cả tập trung cho việc lo hậu sự của chị H. Đám tang kết thúc, khi nhìn lên di ảnh của chị H, bình tĩnh suy xét lại tất cả những gì đã diễn ra, những gì đã nhìn thấy. Tất cả người thân trong gia đình chị H đều cảm thấy rất nhiều điểm vô cùng bất thường. Mọi người đều không tin chị H đã làm chuyện dại dột đấy. Ngày 18 tháng 7 năm 2018, thông báo kết luận giám định của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết thi hài chị H đã bị phân hủy dạng xà phòng hóa, không có tổn thương rách da và cơ, hệ thống xương không có tổn thương. Xét nghiệm vi thể cho thấy các mẫu phủ tạng đã bị phân hủy mất cấu trúc, không còn khả năng đánh giá, nhận định. Trong phủ tạng của chị H không tìm thấy các chất độc thường gặp. Cơ quan điều tra kết luận không đủ căn cứ khoa học để xác định nguyên nhân về sự ra đi của chị H. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Hồ sơ vụ án trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.